Triệu Lộ Tư kể từ sau Tinh Hà Sán Lạn, sự nghiệp và độ nổi tiếng, sức ảnh hưởng đều tăng vượt bậc, ngày càng đứng vững gót chân ở top đầu tiểu hoa 95, gần như bỏ xa những đồng nghiệp cùng lứa khác. Là một trong những tiểu hoa hot nhất hiện nay, không có gì ngạc nhiên khi Triệu Lộ Tư luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Độ nhận diện của Triệu Lộ Tư dù ở quê nhà Trung Quốc hay nước ngoài cũng đều khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Trong những bảng xếp hạng về chỉ số tìm kiếm, lượt view hashtag trên Douyin, Tiểu Hồng Thư đều chưa từng vắng bóng nàng hoa đán. Theo số liệu thống kê được cập nhật mới đây, Triệu Lộ Tư chính thức trở thành nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên đạt được 12 tỷ lượt view trên TikTok, một con số hết sức ấn tượng. Qua đó phần nào cho thấy sức ảnh hưởng của mỹ nhân Tinh Hán Sán Lạn tại nước ngoài, nhiều blogger Trung cũng phải cảm thán trước thành tích mà Triệu Lộ Tư đạt được trên. Thành tích này giúp nữ diễn viên vụ trộm không thể giấu giữ vững vị trí top đầu lứa tiểu hoa 95, đồng thời là lời khẳng định vị thế vượt trội so với các đối thủ khác như Bạch Lộc, Ngô Thư Hân. Triệu Lộ Tư tuy có xuất phát điểm không quá tốt, chỉ là diễn viên tay ngang, bén duyên với nghề, cô nàng xuất đạo năm 2016 thông qua chương trình tuyển chọn Supergirl của đài truyền hình Hồ Nam. Năm 2017, cô đảm nhận vai phụ trong Phượng Tù Hoàng, hợp tác cùng em gái quốc dân Quan Hiểu Đồng, Tống Uy Long, Bạch Lộc. Tới năm 2020, sự xuất hiện của Trần Thiên Thiên trong Lời Đồn đã giúp Triệu Lộ Tư đến gần hơn với khán giả. Cô cũng được đánh giá là tiểu hoa có tiềm năng phát triển lớn trong lứa 95. Năm 2023, cơn sốt vụ trộm không thể giấu xuất hiện, càn quét màn ảnh nhỏ và mạng xã hội trong và ngoài nước, giúp Triệu Lộ Tư lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất, đạo diễn phim. Sắp tới, dự án của trang cấp S Plus là Rèm Ngọc Châu Sa của nữ diễn viên sẽ lên sóng, hứa hẹn tiếp tục là một dự án bùng nổ trong sự nghiệp Triệu Lộ Tư. Hiện tại, mỹ nhân 9X vẫn đang bận rộn hoàn thành những cảnh quay trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Trong phim, Triệu Lộ Tư vào vai một nữ MC truyền hình xinh đẹp, tự tin, mạnh mẽ vượt qua số phận. Dù chưa lên sóng, nhưng tạo hình cũng như tương tác hóa học của Triệu Lộ Tư, Trần Vĩ Đình đã được khán giả rất yêu thích. Thời gian qua, mỹ nhân sinh năm 1998 liên tục gây sốt với loạt tạo hình xinh lung linh trong tác phẩm sắp tới mang tên Để Tôi Tỏa Sáng. Đáng chú ý, nữ diễn viên được cho là đã giảm cân kha khá để vào vai cô phát thanh viên xinh đẹp Hứa Nghiên. Trong những hình ảnh được ghi lại gần đây, cô nàng gây sốt với vòng eo nhỏ xíu, chỉ nằm gọn trong một chiếc tai nghe. Nhiều cư dân mạng dự đoán rằng cân nặng hiện tại của Triệu Lộ Tư chỉ khoảng 40kg. Không những đố tim người hâm mộ vì visual ngày càng thăng hạng, trong trẻo và ngọt ngào, mà Triệu Lộ Tư còn nhận về vô vàn lời khen có cánh với phong cách thời trang trong phim mới. Hãy Để Tôi Tỏa Sáng được dự đoán là bước kế tiếp trong hành trình lột xác của Triệu Lộ Tư. Lý do vì mỹ nhân duyên không, do đóng quá nhiều phim cổ trang nên ít khi nào có tác phẩm hiện đại đáng nhớ. Mãi đến Vụ Trộm Không Thể Giấu, cô mới có kịch bản hiện đại gây bão đầu tay. Bộ phim lần này cũng được kỳ vọng có thể tạo ra sức hút không kém. Bên cạnh đó, phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng được thực hiện sau khi Triệu Lộ Tư trở thành đại sứ toàn cầu của Versace. Việc được thương hiệu Ý công nhận như một biểu tượng thời trang khiến phong cách của Triệu Lộ Tư trong phim được chú ý thông qua những tấm ảnh chụp tại hậu trường của bộ phim liên tục được netizen và các phóng viên ảnh chia sẻ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Fan hâm mộ cho rằng gu thời trang của cô nàng ngày càng lên hương.